Đây, đây là cái con xe CBR250 làm xong. Xe đẹp lắm anh em. Xe đúng ô đô là 18.000. Thì á, nó bị té. Nó bị té thì nó đây. Nó bị mất một cái miếng nhựa ngay đây anh em. Mua miếng nhựa này lại được nha. Còn cái đèn là còn nguyên si, không có bị, không bị xước luôn, chứ không phải là bị hư cái đèn đâu, mà cái bạn gì nói này, cái đèn trả đèn 20 triệu. Đó. Anh em nhìn cái xe xong nè. Trên con xe mình nói bị thiếu miếng nhựa đặt về á là hai miếng, một miếng là ngay đây. Đó, một miếng là đây qua đây và một cái miếng một cái miếng lường ở dưới này. Bên này là đủ nha. Xe rửa xong đẹp thiệt. Đó. Anh em thấy không? Xe bên này là không bị gì luôn, bên kia thì mất miếng nhựa. Đó. Cái này là nước sơn zin nha, mình chưa có sơn lại luôn nha. Đó, mình chưa dặm luôn, nó đâu có chày đâu, té nhẹ thôi. Đó, quay bánh là không quan nha, bao kiểm tra nha, làm hết rồi. Phuộc đồ mọi thứ chuẩn nha, bao test mình bán. Và cũng xui cho anh em là giao cho lái luôn rồi. Giá đó mà gặp xe này hả, đâu ra có. Mình mua bán thì có sao nó vậy. Chứ mình không có lòng vòng. Nếu mà mình mua về để mình lừa khách hàng á thì mình không bán giá này. Đó. Nó bị xe chạy ngoài đường trước sau cũng té cũng ngã. Nhưng vấn đề một chỗ là khắc phục nó lại như thế nào? Khắc phục chuẩn để chạy hay là chấp giá rồi buồn ngãi để họ không thấy cái vấn đề đó họ bán thì mới mà trách cứ được. Còn á, xe 10 chiếc chữ xe đó là đi cà phê không chạy mà trước sau cũng ngã, lên mỗi xe mới trượt chân cái ngã mất thăng bằng, nó cũng bị tùy theo cái tình trạng đó, nó bị nặng hay nhẹ. Nhiều khi té chài đi, té chài đi có 20 mét không sao, nó mòn mấy cái đồ này thì thay mấy cái đồ này thôi. Còn cái xe dựng chống ngã cái rầm nó lại bị méo một bên, khó nói lắm anh em. Nó có rất là nhiều tình trạng mà để tùy tình trạng như thế nào mình khắc phục và làm nó như thế nào thôi. Còn xe này là vỏ mới, bảo dưỡng mới, bình mới. Bình trên xe là bình zin luôn á, mà nó yếu nó hư phải thay bình mới, mình thay bình pin luôn, bảo dưỡng lại đó, mình làm lại hết, không vỏ cũng thay. Thì á, mình rất là cảm ơn chủ xe nha, người ta đàng hoàng quá. Người ta nói ừ anh Sang, anh xe tai nạn anh xuống anh coi đi, mà mình nói giờ đâu có đi coi được đâu, xa quá, ở dưới Bến Tre lận. Thôi giờ cho trở về đi, đưa trước ít tiền, giữ lại ít tiền, rồi bữa sau lên đây chứng rồi mình đưa đủ cho. Ok dứt thôi đó, mình cho xe xuống liền. Anh em ở tỉnh á, muốn mà có xe gì bán á, anh em cứ alo cho mình. Mình không đi xuống được thì mình sẽ có ông anh mình chạy tới tận nhà anh em ha, để mà tính coi thương lượng làm sao mà ok cả hai hài lòng. Thật sự nếu mà mình muốn ép cái chủ xe này mà trả giá thấp hơn thì hả cũng được, thêm mấy triệu nữa mình không làm vậy. Tại vì á mình biết người ta lỗ rồi, nhưng mà mình không chắc là vậy. Mỗi người người ta tả nó khác, mình coi nó khác, cho nên mình mới giữ lại tiền đó. Nhưng mà về đây thì nó cũng giống như lời chủ xe nói, người ta không có giống như là đồ của mình muốn bán giá cao với mình nói ừ nó không bị gì đâu, không, người ta nó bị vậy đó, anh xuống anh coi đi coi như thế nào rồi hả rồi tính đó. Thì mình nói tầm tầm nó được không, xong mình về mình thấy cái xe nó cũng rất là nhẹ, nó không bị gì nhiều đó, mình làm lại thì cũng không bao nhiêu, cho nên mình đồng ý với cái giá ngay ban đầu chốt và mình không ép người ta. Ép là người ta cũng đưa, nhưng mà thường tới mức này ép lời thêm được mấy triệu cũng không được bao nhiêu, làm vậy kỳ nó lắm. Mình cuộc sống mình không thích ép người ta, nào đúng thôi đó. Cho nên mà rất là nhanh lẹ về vấn đề giao dịch tiền bạc đâu đó rõ ràng, nên anh em rất là thích giao dịch với mình. Chủ xe còn nói nếu mà nó bị nặng hơn á, gán phụ cho chủ xe 1-2 triệu, mình nghe mình cũng thấy thốn lắm chứ. Y như hồi xưa mới chơi xe vậy đó, nó bị nhã mình lo âu, mình không biết làm sao, bao nhiêu tiền. Đó, mai mốt có chuyện gì cứ alo cho mình làm cái gì mình đúng mình báo cái đó, làm nào đúng cái đó mình lấy tiền đúng vậy thôi, có đưa nhiều hơn mình cũng nhận, như đó là có lời rồi. Lấy cái đồng tiền như vậy nó không có bị cảm thấy là khả năng mình ở đâu thì mình nhận như đó thôi.
cái giá trị mình đưa ra nó phải xứng đáng, chứ không phải là muốn cứ muốn thêm tiền về mình, không, mình là vậy đó. Anh em nào mà có xe bán thì alo nghe, xe này là lái mua rồi đó, anh em ủng hộ, nếu mà lái thấy lái đăng bán ủng hộ, tại vì xe này rất rõ ràng, có sao mình nói vậy, và mình bao kiểm tra, bao check đó. Tới mức độ như vậy thì á, cái người họ lái họ lấy về á, họ cũng an tâm là vì mình đã làm rồi đó, còn họ chỉ bán đó, họ kiếm một chút chênh lệch thôi, và mình nếu không có nhiều đâu anh em, nhưng mà những cái xe như vậy mình đã quay, anh em có mua từ lái đi nữa mà cứ qua thay nhớt bên mình kiểm tra, mình vẫn bảo hành cho anh em đường hoàng, chứ không phải là bán cho lái kêu lái bảo hành, không, bên mình không có chuyện đó. Nhưng muốn câu một cái gì vô xe, muốn làm một cái vấn đề gì đó, alo cho mình để mình tư vấn đó, mình hỗ trợ được, mình hỗ trợ để mình được bảo hành cho anh em. Chứ còn anh em mang một cái chỗ khác làm, anh em qua đây kêu mình bảo hành thì chuyện đó là không thể nào, mình nói rõ ràng trước nghe đó. Rửa xe xong rất là sạch sẽ, đã giao rồi đó, anh em thấy không, rửa xe sạch sẽ ra, sạch từ trong ra ngoài nè đó. Con ốc này là ngốc bắt chống đổ, nó hơi xét chút nha, đừng có trách cứ mấy cái này nghe. Ốc chống đổ, chống đổ này thì ok nè, tại vì chống đổ nó có bắt bách giữa bách này với bách này, chứ nếu mà bắt vô đây phải khoét dàn áo không nên, cho nên chống đổ này cũng ok đó. Mình về mình thay bao tay rồi à, còn cặp gù thì để cho bạn lái, bạn mua cặp gù bạn gắn vô, cặp gù Honda thì cũng dễ thôi, chủ yếu là mình đã làm hết bạch đạn bánh đồ mới hết nha anh em, phải đồ cũ đâu, đồ mới hết. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Ai cần bán xe hay là mua xe cứ liên hệ với mình. Ở mình nếu mà anh em xa không tin tưởng thì mình luôn luôn viết chứng giấy xong rồi nha. Tại xe bên mình là xe chính chủ hết. Chứng giấy xong rồi, những cái gì mà anh em không an tâm, anh em muốn cam kết, anh em cứ kêu Sang ơi viết trên một cái tờ giấy bảo hành hay là cam kết như thế nào, mình sẽ ghi giấy để mà sau này không có nói bằng miệng thì hay quên, nhưng mà tờ giấy nó còn đó ha. Nếu mà anh em không tin tưởng thì cứ ghi giấy rõ ràng, là mang bên mình rõ ràng. Và nếu như những cái cam kết của mình anh em không tin, anh em sẵn sàng cứ kêu thợ qua xem, cứ kêu thợ qua xem bình thường, mình luôn hoan nghênh và tiếp khách một cách bình thường. Bên mình làm ăn không có gì che giấu và không có những cái trường hợp buồn ngãi, cho nên mình không có sợ người đi xem xe à, cứ thoải mái. Nhưng mà dân mô tô là phải dắt dân mô tô đi mua xe, đừng có dắt thợ xe máy đi mua xe, tại vì họ không thể nào mà chuyên môn của họ ở cái xe máy nhỏ thì không thể nào có chuyên môn ở xe mô tô được đó. Đó là chuyên môn sâu nha, chứ mình không có chê người ta, tại vì giống như bây giờ mà kêu mình làm xe nhỏ giỏi hơn cái chỗ là chuyên làm xe nhỏ là mình nói xạo đó, tại vì chuyên môn của mình không có làm xe nhỏ, người ta chuyên cái gì về cái lĩnh vực của người ta, chiều sâu ở cái chuyện chuyên môn đó thôi đó. Giống như ở mình á, giờ kêu hả sơn xe đỉnh nhất Việt Nam hay là ấy là bên mình nói xạo ha, bên mình á là sơn xe là có nhưng mà không thể nào đỉnh được đâu đó, tùy cái sự hài lòng khách hàng thôi, cái nào đúng đó. Còn riêng bên mình bảo dưỡng và sửa chữa là mình bao không đó, mình bao bảo hành rất lâu đó. Cái này á cũng không có dám nói nhất nhì Việt Nam gì hết, nhưng ở đây mình nói là có, và mình có luôn luôn có trách nhiệm với khách hàng của mình. Mình chưa bao giờ mà phải một nặng nhẹ với bất kỳ một khách hàng nào về vấn đề bảo hành ha. Rất là niềm nở và tươi cười, dù có lỗ đi nữa mình cũng vui cười đàng hoàng, chứ không phải lỗ là mình nặng nhẹ với người ta. Ừ, làm này làm kia không, thái độ vẫn tươi cười đường hoàng đó. Mất mát tiền bạc thì mất nhiều lắm anh em, chứ còn vài triệu không đáng vấn đề đâu. Nhưng mình đã bao người ta đúng là phải đúng, chứ không thể nào mà lấp liếm đi cái việc bao người ta. Thà đừng bao, nói thẳng trước, ừ xe này tôi không bao, tôi nói vậy đó. Đó thì mình rất rõ ràng những việc này. Anh em á, qua bao nhiêu năm nay thì mình làm đây anh em cũng biết rồi ha. Đó thì mà sắp tới mình sẽ cũng có mua xe đó, mua những cái xe vậy nè, anh em muốn sửa thì mình sẽ sửa, còn mà anh em muốn bán cho mình thì mình vẫn mua đó. Nếu mà cái xe nó bể nó gấp đôi lại luôn thì nó phải có cái giá gấp đôi để mình mua, mình lấy phụ tùng, không thể nào dựng lên được à.
còn làm lại được an toàn thì mình mới làm. Anh em phải hiểu rõ như vậy. Đó. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều.